Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh, trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như rất nhiều anh chị em nhà đầu tư của chúng ta cũng nắm được những cái nội dung rồi. Thứ nhất là chúng ta một tuần thì chúng ta sẽ có một cái bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục rất là cơ bản. thì cái nội dung này thì sẽ được cùng lê up lên ở trên kênh chứng khoán chiến binh từng có sóng trong tuần vừa qua thì cái phần âm thanh ở phần cuối của bản tin có vấn đề chính vậy nên là hùng đã phải phân tích riêng phân tích riêng nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành bất động sản dân cư đây là hai nhóm ngành hết sức là quan trọng trong quá trình phục hồi thị trường chính vậy nên hùng đã view lại cho các anh chị để các anh chị nắm được những cái nội dung Thế còn hàng ngày, hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin uh, phân tích vào 3 tham số chung của thị trường, chỉ số VN Index, chỉ số VN30. Trên cơ sở những nội dung phân tích ở trên bản tin tuần thì chúng ta sẽ phải có các cái nội dung đính kèm để chúng ta uh, gọi là dự báo thêm. Đúng không ạ? Cái quy trình của thị chúng ta là như vậy, thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, chỉ số VN Index, chỉ số VN30, chỉ số phá sinh cũng như vậy. Thế thì chúng ta sẽ có các cái điểm phân tích để chúng ta dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật. Như vậy thì chúng ta sẽ nắm được thêm Ờ, các cái à, điểm chỉnh cung ở trong tuần và như Hùng có chia sẻ đối với thị trường chứng khoán thì cái nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta phải phân tích trúng đúng đủ xu hướng chủ đạo thị trường đó chính là xu hướng của chỉ số vn và khi chúng ta phân tích được đúng cái đó rồi thì như vậy cái xác suất thắng của chúng ta đã lên đến khoảng tầm 60% rồi và sau đó thì chúng ta lựa chọn chúng ta phân tích thêm ở các cái sóng ngành thì nó cộng thêm cho chúng ta khoảng 10% nữa là 70% phần đó, cộng thêm cả cái may mắn cái cơ duyên của chúng ta nữa thì chúng ta thêm 10% nữa tức là 80% tức là đâu đó là cái 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 xác suất của chúng ta đạt được khoảng tầm từ 70 đến 80% trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đối với thị trường chứng khoán đó là một trong những cái xác suất rất là tuyệt vời rồi chứ không thể ai mà có thể nói tài nói giỏi được đúng 100% thì các anh chị có thể đăng ký hai kênh này để chúng ta có thêm những cái nội dung ở trong cái quá trình mà chúng ta trao đổi các anh chị nhá thì bản tin tuần uh, tuần tới thì chúng ta nghỉ lễ các anh chị và chúng ta chỉ có hai phiên giao dịch thôi, phiên giao dịch ngày 2 và ngày 3 tháng 5. Thì như thường lệ chúng ta sẽ phần thứ nhất, bộ ba tham dự chung của thị trường, phần thứ hai thì chúng sẽ phân tích uh, các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng gồm nhóm cổ phiếu trụ, bất động sản công nghiệp, nhóm thép đầu tư công, bất động sản dân cư, nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì sẽ tổng hợp lại một số các cái nội dung ở trong bản tin ở tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì tất cả các cái nội dung phân tích trên video mang quan điểm cá nhân cùng lê vì vậy nhà đầu tư cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng à, chúng ta có nhiều nguồn thông tin để chúng ta tham khảo và chúng ta quyết định các anh chị nha và trên một cái góc độ như hùng đã có chia sẻ ngay từ đầu bản thân hùng lê thì hùng lê cũng là một cái nhà đầu tư và quá trình à, chinh chiến ở trên thị trường hùng gặp rất nhiều cái sự khó khăn do trước đây lùng không tìm được những cái người um, định lượng và những người hướng dẫn và trong quá trình đó thì hùng lên đã phải trả giá rất nhiều và cái quá trình trả giá đó thì chúng ta đổi lại được chúng ta sẽ có những cái bài học chúng ta tìm hiểu được cái cách vận hành của thị trường cất cách vận hành của cổ phiếu và từ đó thì chúng ta sẽ phân tích dự báo trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ cố gắng anh chị nhá hùng nhấn lại nhấn mạnh lại đó là cố gắng tránh những cái sai và chúng ta tăng những cái đúng chứ không phải là tuyệt đối đó cố gắng tránh những cái sai À, đơn giản chỉ có như vậy thôi để chúng ta tránh những cái quan điểm uh, tranh luận thế này thế kia là hùng không có thích và bản thân thì hùng cũng chả bao giờ hùng đi tranh luận với ai cả đó là cái tính cách của cá nhân hùng lê bởi vì là ông cũng đi xem rất nhiều các cái video rất nhiều các cái bản tin của các bạn khác và thậm chí bây giờ hùng đang nằm ở rất nhiều các cái room tư vấn nói chia sẻ rất thật là có khi có khi phải mấy chục room đó thì hùng cũng vào các cái room đấy để hùng xem các bạn nói cái gì làm cái gì thôi và uh, từ đó thì uh, chúng ta chắt lọc những cái ý hay, ý hay lời hay ý đẹp của các bạn đó và từ đó thì mình tu dưỡng thêm mình trao dồi thêm ở những cái gì mình đang có và cứ dần dần mình cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình đó là một cái điều quan trọng nhất và muốn gửi gắm đến tất cả anh chị em nhà đầu tư còn một số anh chị em thì suốt ngày là bắt đầu là trên zoom thì đó như ông nó chia sẻ trước đây rồi ném những cái bánh vẽ vào này là cái thứ nhất này cái thứ hai nữa là 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 là, là lên án kịch liệt rồi thế này thế kia tức là nói nói những cái từ ngữ rất là gay gắt các anh chị các anh chị nói như thế để làm cái gì đúng không ạ? Chúng ta không 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 cần thiết và cái điểm quan trọng nhất là chúng ta hoàn thiện chính mình. Đấy là 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 cái điều quan trọng nhất và vượt qua chính mình đó là một cái một một trong những cái khó khăn nhất ở trong cái cuộc đời này. Không thể không chỉ trên thị trường chứng khoán mà các anh chị cứ ngẫm lại đi, ngẫm, ngẫm 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 nghĩ lại trong cái quá trình trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta vượt qua chính những cái 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 cái, cái thách thức của bản thân mình đó cái là cái khó nhất chứ chúng ta đừng có nhìn người khác nhìn người ta thành công rồi ghen ăn tức ở hay là nhìn người ta thế này thế kia rồi vào nói tùm lum tà la đấy nó mất cái thời gian của mình các anh chị và nó chả giải quyết cái gì cho cái tư duy của mình cả và nó không giải quyết được cái bài toán kinh tế cho gia đình mình đó rồi nó không giải quyết được cái bài toán kiến thức cho bản thân mình và cái điều quan trọng nhất là mình hãy lặng lẽ đó, âm thầm và lặng lẽ đó, ghi chép rồi âm thầm lặng lẽ học tập âm tầm lặng lẽ chắt lọc những cái kiến thức của những người khác ở bên cạnh mình bạn bè mình rồi người thân mình rồi các broker để mình tự hoàn thiện cái phương pháp đầu tư của mình đó mới là cái đích đến đó mới là cái kim chỉ nam trong cái quá trình mà chúng ta lên thị trường chứng khoán OK ở trong cái quá trình mùng phân tích thì có thể cũng sẽ bị ho các anh chị bởi vì bản thân thì vẫn đang 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 hơi ốm tức là bị ho hai tuần nay rồi 3 tuần nay không phải hai tuần nay nó ho mãi nó không khỏi các anh chị. <laughs> chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 22 đến ngày 26 thì Nhung đã có phân tích ngay vào phiên giao dịch của ngày 22 thì các anh chị chú ý một tí là trong tuần trước thì phiên giao dịch ngày 19 tháng 4 có một điểm test mút đến khá sâu ở sát vùng 1165. Chính vì vậy ở trong tuần này thì cũng có dự báo là chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có xu hướng quay trở về vùng 1165 đến vùng 1170 là vùng test cái thứ nhất. Trong trường hợp tích lũy thành công thì như vậy là có thể đảo long. Còn trong trường hợp thất bại ở vùng 1 năm thì có thể uh, sẽ phải chỉnh cung về ở quanh vùng 1.145 đến vùng 1.50. Thì chúng ta để ý thấy là phiên ngày 22 23 và đến phiên ngày 24 thì chỉ số VN Index của chúng ta có một điểm test nhẹ lại ở vùng 1.170 và sau đó thì uh, chỉ số này đã bắt đầu có cái sự rút chân đi lên. Và quá trình đi lên thì chỉ số VN Index chúng ta vượt qua được cái vùng cản tâm lý ở vùng 1.90 đến vùng 1 năm và sau khi vượt xong thì chỉ số VN Index của chúng ta đang đi uh, ngang ở quanh biên 1200 đến vùng 1210 điểm. Trong quá trình phân tích thì uh, uh, chúng ta có phân tích dự báo là gì? Uh, sau những cái điểm kéo gắt tăng như này thì chỉ số VN Index chúng ta nên quay trở về. hay chị nên quay trở về ở cái biên hỗ trợ kỹ thuật 1190 đến vùng 195 để test tích lũy lại ở vùng này. Thế thì tuần tới khả năng với đà hiện tại của thị trường thì thị trường đang được hỗ trợ bởi nhóm trụ nên có thể là chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm gáp kéo nhẹ lên ở khoảng quanh vùng 1 1216 điểm cái chị khoảng 1215 1216. Và sau đó thì chúng ta sẽ dự báo tiếp một cái điểm test lại kỹ thuật ở vùng 1200, điểm sâu hơn sẽ là vùng 190 1195. Test đi thành công cản ngắn ở trước mắt đó là vùng 1220 điểm điểm xa hơn ở trong target kỹ thuật sóng hồi B thì uh, thị trường của chúng ta có thể hướng đến vùng 1235 đến khoảng quanh vùng 1240 Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 uh, ở trong tuần vừa qua, tuần từ phiên giao dịch ngày 22 đến ngày 26. Như chúng ta đã có phân tích định lượng về mặt kỹ thuật thì trong tuần uh, cũ thì chỉ số VN30 chúng ta có mút đến ở vùng 188 đến khoảng quanh vùng 190. Nên dự báo trong tuần này thì nó sẽ có những điểm test lại đây các anh chị đây là những cái phiên mùng có dự báo các anh chị xem những bản tin hàng ngày thì các anh chị nắm được rồi và đến phiên giao dịch của ngày 23 thì chỉ số VN30 có một cây mút nến test khá sâu sát đến vùng 190 và sau đó có sự rút chân lên và liền sau đó thì phiên giao dịch ngày 24 Ở chỉ số VN30 có sự phản ứng khá là tích cực khi chỉ số này vượt qua được vùng 1215 tiến lên đến vùng 1230 và sau khi mà chỉ số VN30 vượt lên được đến vùng 1230 thì chúng ta tiếp tục nâng ở uh, cái target kỹ thuật ở vùng 1237 đến vùng 1240 và phiên giao dịch của ngày 26 thì có thời điểm là chỉ số VN30 đã vượt lên trên vùng 1245 điểm anh chị. Uh, mục đích của cá nhân Hùng Lê thì vẫn dự báo là sau những cái gáp tăng Đấy ví dụ phiên ngày 26 này thì chúng ta cũng có dự báo tiếp là gì Chỉ số VN30 sẽ có gáp tăng À, đẩy lên ở quanh vùng 127 đến vùng 1240, sau đó nó sẽ cần đi lấp cáp và cái điểm lấp cáp mà Hùng kỳ vọng ở đây đó là vùng 1215 đến vùng 1220 Tuy nhiên ở trong phiên này thì nó chỉ lấp đến vùng 1230 thôi Và kết thúc phiên ở vùng 1240, như vậy là chỉ số phiên 30 cũng có một sự phục hồi khá là tốt uh, Trên cơ sở uh, sự hỗ trợ của các bộ trụ, tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích À, với động thái này thì như vậy là chỉ số VN30 khả năng sẽ tiếp tục có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1245 khỏe thì lên vùng 1250 và sau đó thì nó sẽ đi lấp lại gáp điểm chỉ cũng kỹ thuật 1230 và uh, trên góc độ kỹ thuật tuần thì mình vẫn kỳ vọng là phải ở uh, VN30 chúng ta nên test lại các anh chị nên test lại ở vùng 1215 đến vùng 1220 uh, test về đây tích lũy cung cầu ổn định thì lúc đó cái dòng tiền họ mới bắt đầu họ mới nhảy vào họ mới mua chứ còn nếu mà cứ cứ kiểu neo lững thững như thế này thì gần như là dòng tiền của chúng ta sẽ rất khó để chúng ta tham gia mục tiêu ở trong ngắn hạn thì chúng ta có ta kỹ thuật ở 1245 sau đó thì chỉ số VN30 sẽ hướng đến vùng 1250 bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 F1M ở trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào phiên giao dịch của tuần mới nhưng nó đã có phân tích sự báo cái vùng kỹ thuật ở quanh vùng ở đây là vùng 1195 đến vùng 1200 điểm các chị thì ngay lập tức khi mà thị trường vào phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã có một điểm test đầu tiên ở vùng 1195 đến vùng 1120 à, uh, 1200 và sau đó thì có điểm long và điểm long này thì nó có một cái vùng cản tâm lý ở đây là vùng 1210 đến vùng 1215 cá nhân đồng lên đã phân tích uh, rất kỹ cho các anh chị rồi và trong phiên giao dịch của ngày 23 thì à, uh, ngày 20 24 nhỉ 22 23 thì chỉ số phái sinh của chúng ta có một điểm uh, test lại ở vùng 1190 và sau đó thì nó cũng kịp rút chân lên ở vùng 1295 đến vùng à, uh, 1095 đến vùng 1200 điểm ở đây 1195 đến vùng 1200 và sau đó thì đến phiên giao dịch 24 chỉ số phá sinh chúng ta bứt qua được cái vùng ngàn chéo kỹ thuật ở đây và đặc biệt là bứt qua được cái cản tâm lý ở vùng 1210 đến vùng 1215 thì khi mà chỉ số này bứt được cái cản này thì chúng ta sẽ có cái target kỹ thuật tiếp theo ở vùng 125 sau đó thì chúng ta nâng lên ở vùng 1235 đến vùng 1240 và trong tuần thì đã có hai điểm chạm đến vùng 1235 đến vùng 1240 như vậy thì với cái xu hướng kỹ thuật hiện tại của phái sinh thì cá nhân đồng lê kỳ vọng là phái sinh sẽ test về ở vùng 1210 đến vùng 1215 1220 nhưng đến thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất phiên ngày hôm nay là test nhẹ về vùng 120 sau đó thì nó kéo lên vùng 1240 và tiếp tục test ở vùng 125 tức là chúng ta thấy rằng là phái sinh ở ba phiên giao dịch gần đây thì nó neo ở quanh vùng 1225 khá là tốt như vậy thì có thể kỳ vọng là tuần tới vào phiên giao dịch tuần tới thì chính vì vậy phái sinh đã đẩy lên ở vùng 240 thêm một lần nữa sau đó thì nó sẽ quay trở lại ở vùng 25 điểm sâu hơn là vùng 120 và quan điểm của Hùng thì Hùng vẫn kỳ vọng là phái sinh nên quay trở về quay trở về cái vùng 1210 vì sao lại như vậy bởi vì bên này là vùng cản tâm lý thì sau khi nó bứt qua thì nó phải quay về nó test lại và cái quá trình test như vậy thì nó sẽ giúp cho thị trường của chúng ta mang một cái hàm ý rất ổn định và chúng ta bắt các cái vị thế ở bên cơ sở cũng sẽ rất là ok anh chị nhé à, bây giờ chúng ta nhìn qua một chút xíu về chỉ số VN Index ở trên trạng kỹ thuật ngày thì chúng ta thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì uh, sau hai cái điểm test tích lũy ở quanh vùng 1166 đến vùng 1170 thì chỉ số VN Index chúng ta bắt đầu có sự phục hồi và những cây nến phục hồi này thì là những cây nến phục hồi tích cực các anh chị nhưng trong lòng thị trường thì nó lại đang phản ánh một cái yếu tố tiêu cực đó là gì à những cây nến phục hồi này chỉ là những cây nến kéo trụ ví dụ trong phiên giao dịch ngày hôm qua đúng không ạ thị trường của chúng ta tăng điểm hoặc là giảm nhẹ đây còn các phiên trước thì đa phần là uh, thị trường chúng ta kéo trụ kéo về công banh này uh, man san này rồi uh, uh, techcom này rồi uh, bit này rồi uh, vich này ví dụ phiên ngày hôm nay thì kéo vich này đó thì tất cả những cái động thái đó là động động thái kéo trụ nhìn ở điểm số thì khá là đẹp và chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta cũng đã phân tích đó là phiên giao dịch ngày 24 mươi thì chỉ số vn index của chúng ta có một cái cây nến bao trùm và sau cây nến bao trùm đó có một cây nến test và cây nến test thứ hai đây là phiên giao dịch ngày hôm nay khá là đẹp và với động thái test nến như này thì có thể là phiên giao dịch ngày mùng 2 tháng 5 sắp tới thì có thể là vn index của chúng ta sẽ test nhẹ và sau đó thì nó sẽ cố gắng để vượt qua cái vùng 1.220 điểm ở đây thì rất có thể là cái ghép kỹ thuật của sóng hồi b với cách kéo như hiện tại thì chúng ta có thể kỳ vọng là nó sẽ đẩy lên được ở khoảng quanh vùng 1240 đến ở à, 1235 đến vùng 1240. Còn cá biệt nếu có khỏe hơn nữa thì nó sẽ đẩy lại được ở vùng bảy đến vùng 1250. Và đây là sóng hồi B các anh chị. Và chúng ta lưu ý đây là sóng hồi B và sóng hồi B này thì chắc chắn rồi nó sẽ có một cái điểm kết thúc của nó. Thì uh, chúng ta sẽ lưu ý là với những anh chị em mà chúng ta đang có các vị thế hàng, vị thế cổ phiếu thì chúng ta sẽ canh uh, cái đích đến của sóng hồi B ở đây để chúng ta chốt bớt một phần vị thế và trong trường hợp nếu thị trường uh, có dấu hiệu đảo chiều và bán mạnh thì như vậy là chúng ta có thể chốt hết để chúng ta chờ đợi gì sóng chỉnh C thì cái sóng chỉnh C này là một cái sóng rũ rất là mạnh anh chị nhá các anh chị lưu ý nếu trong trường hợp xuất hiện sóng C thì nó sẽ rũ rất là mạnh bởi vì uh, sóng C là sóng rũ để thị trường đi vào một cái uptrend trung hạn tiếp theo nó nó giống như cái nhịp tăng nhịp nhịp nhịp, nhịp tăng từ uh, đâu nhỉ giống nó giống như cái nhịp tăng từ đây này <laughs> anh chị từ cái điểm 878 điểm này và nó tăng lên vùng 1235 này rồi sau đó lại nó một cái nhịp rũ tiếp theo này từ vùng uh, 1020 này và nó tăng lên đến vùng 1300 điểm vậy cái điểm rũ của sóng C này nó cũng sẽ là một điểm rũ rất là mạnh để nó hình thành một cái sóng tăng và trong trường hợp nếu như sóng C này uh, tích lũy thành công ở khoảng quanh vùng 1090 đến vùng 1100 thì như vậy là cái đích đến của cái sóng 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 tăng này chắc chắn rồi sẽ là dự báo ở khoảng quanh vùng 1390 đến vùng 1400 điểm đó là góc độ kỳ vọng lạc quan của cá nhân Hùng Lê Rồi, à, nội dung tiếp theo. <laughs> thì à, chúng ta sẽ đi phân tích à, các cái danh mục cổ phiếu à, như thường lệ các anh chị nha Mở với NKG, trong tuần thì có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 47.5 đến vùng 48 đây các anh chị này. Và MBG đã à, có một cú đảo à, đảo pha cực kỳ tích cực các anh chị. Đầu tiên là nó lên được cái lại à, lên lại đến vùng 50 từ vùng 50 này nó test nhẹ cung và nó bắt đầu công lại được cái vùng gọi là cái vùng cản tâm lý ở vùng 51 đến vùng 52 và sau khi nó bứt được cái vùng 52 cộng thì chỉ có duy nhất hai cây nến giờ ba cây nến giờ test tích lũy lại ở vùng 52 và đến tuần này thì gần như là cổ phiếu MWG đã chính thức hoàn thành người ta gạch kỹ thuật 55 trên vùng 55 ở đây là vùng cản kỹ thuật nên khả năng tuần tới em này sẽ phải dừng chân lại các cái điểm test kỹ thuật uh, kỳ vọng sẽ ở khoảng vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 test tư ý thành công thì như vậy là chúng ta sẽ hướng tiếp uh, cái target kỹ thuật tiếp theo ở khoảng vùng 57 mát thì uh, <laughs> nhìn chung trong trong tuần ấy, thì nó cũng đã có những cái điểm test và điểm long đó và cái điểm test của nó đây đâu đó là vùng 64 à xin lỗi cả nhà điểm xem nào 64.5 đến khoảng quanh vùng 66 đây chính là những cái điểm test tuần trước này và tuần này nó có một cái điểm test ở phiên giao dịch ngày 24 23 đó và nó cũng đã có điểm kéo lên vùng xuyên soát là vùng 69 và hiện tại bây giờ nó đang có một nhịp test cung khả năng tuần tới thì nó sẽ trả lại ở khoảng quanh vùng 66 65 66 hoặc là vùng 60 uh, 65.5 đến khoảng quanh vùng 66 kỳ vọng test ở đây thì mục tiêu ngắn hạn trước mắt sẽ là công lại vùng 69 đến khoảng quanh vùng uh, 70 chủ <laughs> viên ở trong tuần cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật rất là hay ở trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 4 đúng không ạ có điểm test ở vùng 63 này 63 64 63 63.5 đó thì nhung đã có phân tích ở đây thì tuần này nó cũng sẽ quay trở lại ở vùng 6363 63, 5 test thành công thì nó kéo nhịp hai và cái nhịp này thì nó kéo tương đối thành công khi mà phiên giao dịch của ngày 26 nó kéo vượt lên ở trên vùng 65 và hiện tại thì nó có bốn cây đến giờ liền sau đó test lại cung thì đây là việc là gì Kéo vượt cản, đây các anh chị kéo vượt cản và test lại cản thì cây nến giờ kết thúc phiên thì nó đóng cửa đúng vùng 65 những khả năng tuần tới nó sẽ có điểm lùi ở vùng 64, khoảng vùng 64.5 uh, Test tiếp đi thành công ở nhịp này, uh, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 66.5 đến khoảng quanh vùng 67 G ở trong tuần cũng đã bắt đầu uh, hình thành các cái <laughs> nhịp tăng uh, tích cực Các anh chị và dòng tiền nó đang đánh trụ nên là các mã cổ phiếu trụ đã uh, có một cái vai trò dẫn dắt thị trường ở trong tuần vừa qua thì như đã có phân tích rồi à, vào tuần thì như vậy di sẽ kiểm định cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 58 và rất may đó là phiên giao dịch ngày thứ hai thì di đã có sự phục hồi trên vùng 58 kéo lên vùng 59.7 và test lại điểm 2 ở vùng 58 58.2 thành công lực cầu quay trở lại và trong tuần thì di bứt được cái vùng 59.7 test lại và hiện tại thì di đang hướng đến cái vùng ta kỹ thuật 62 ở vùng 62 là vùng cả kỹ thuật nên khả năng tuần tới khi chạm vùng đó thì di sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 61 61.3 61 đến 161.3 test thì thành công ở vùng này, mục tiêu thì bách vùng 62 để hướng lên vùng cả thuật 63 đến khoảng quanh vùng 64. BVH cũng bắt đầu khá là tích cực lên rồi và sau những cái tuần 19, phiên giao dịch ngày 19 nó test ở vùng 38 đến khoảng vùng 38.4 thì phiên giao dịch ngày thứ hai cổ phiếu BVH đã có một nhịp kéo khá là mạnh đạt lên được cái vùng target kỳ vọng vùng 40. Tại vùng 40 thì nó lại bắt đầu có khoảng 4 phiên đúng không ạ? 4 phiên giao dịch nó test ở vùng 39 39.2 khá là đẹp và với động thái này thì cá nhân Hùng Lê kỳ vọng là BVH sẽ phục hồi từ vùng 39 39.2 để hướng về vùng 41.2 41.5. Chúng ta cùng phân tích hai mã cổ phiếu của nhóm ngành Vix À, trong tuần chúng ta có dự báo điểm chỉnh cung kỹ thuật về khoảng quanh vùng 42 thì các anh chị để ý thấy là có những thời điểm là VIX đã test thủng qua vùng 42 nhưng về cơ bản thì nó bám biên ở vùng 41.5 đến vùng 42 ở à, phiên kết tuần khá là tốt khi mà cổ phiếu này bật qua được vùng 42 cộng với lực cầu khá là tốt à, sau một điểm kéo lên thì nó test lại đây là các anh chị ở vùng 427 42, 43 thì <laughs> sau khi một cây nến tăng khá là mạnh như này thì chắc chắn rồi Uh, xu hướng kỹ thuật thì cổ phiếu này sẽ quay trở về uh, chỉnh cung uh, test tích lũy và uh, những cái điểm test tích lũy quay trở lại nó sẽ ở khoảng vùng 43.5 đến khoảng vùng 44 đấy là điểm một còn điểm sâu hơn thì như vậy là có thể test lại ở khoảng quanh vùng 43 vị hôm hiện tại thì uh, xu hướng nó vẫn đang nằm ở trạng thái tích lũy thôi trong tuần vừa qua thì nó tích lũy ở vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 và chúng ta sẽ chờ đợi thêm lực cầu với cách thức vận hành như thế này thì cũng có thể tuần tới lực cầu nó sẽ bắt đầu gia tăng và giúp cho cổ phiếu này vượt thoát qua vùng 41 với cách vận hành như vậy thì khi mà cổ phiếu vượt thoát vùng 41 thì có thể nó chúng ta sẽ hướng đến vùng 42.3 đến khoảng vùng 42.5 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp mã cổ phiếu ITA đối với ITA ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong tuần thì cổ phiếu này cũng đã có một sự phục hồi nhẹ và cả cái thuật trước mắt của nó thì ở vùng 5.3 và nhìn chung thì nó cũng chưa có nhiều cái động lực chủ yếu là tích lũy ở khoảng quanh vùng 4.9 đến khoảng vùng 5 và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở biên 4.9 đến vùng 5 KBC như vậy là chúng ta cũng đã dò tìm ra được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của phiếu ở khoảng quanh vùng 27.8 đến vùng 28.2 trong tuần thì đã có hai nhịp đánh long và hiện tại thì đang có một nhịp test tích lũy lại ở đây như vậy tuần tới khả năng nếu có thì nó sẽ có những điểm sọt nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 28.5 đây là vùng mà các anh chị có thể đang cầm cổ phiếu có thể nhật và cản trước mắt nó sẽ là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 SSC có vùng phục hồi khá là tốt ở trong tuần ở vùng 37.5 đến vùng 38 và nhịp 1 thì nó phục hồi lên được vùng 41 đấy các anh chị này. gần suy soát tí nữa thì lên được vùng 41.5 và cả tuần thì nó tích lũy ở vùng 39.5 đến khoảng vùng 40 khá là tích cực như vậy tuần tới khả năng nó cũng chỉ nằm ở khoảng 39.5 sẽ có, có thêm những điểm test này và mục tiêu ngắn hạn ở trước mắt thì như vậy là SSC sẽ hướng lại ở quanh vùng cảnh kỹ thuật 42 IDC trong tuần cũng phục hồi tốt khi mà nó test thành công đấy các anh chị nó test thành công ở vùng 52 thì nhưng đã có phân tích ở đây đúng không ạ chắc chắn là IDC sẽ quay trở về kiểm định ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 52 Tại đây nó kiểm tra cung cầu trong trường hợp nếu mà bị thủng vùng 52 thì có thể nó sẽ SL xuống khoảng quanh vùng 50 và đây là một cây nến gì? cây nến SL các anh chị. Nó SL những cái điểm như vậy để nó rũ nhà đầu tư và sau đó thì nó rút chân lại được trên vùng 52 cộng. Nó tích lũy thêm mấy cái nến giờ liền sau đó và sau đó thì IDC đã vượt lại được cái vùng 55. Dự báo test tích lũy và nó chỉ test khá là nhẹ thôi. Khi gặp 55 đây thì nó chỉ chạm chạm một tí tẹo đây thôi. Và nó hướng lên vùng 67 56.7 đến khoảng vùng 57 tuần tới khả năng sẽ tiếp tục kéo lên khoảng vùng 57.5 các anh chị khả năng sẽ tiếp tục kéo lên ở khoảng quanh vùng với đà này thì kéo lên ở đây 57.5 đến khoảng quanh vùng 58 rồi sau đó thì nó sẽ chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 55 đến khoảng vùng 55.5 cổ phiếu VGC ở uh, chúng ta đã dò tìm được cái điểm hỗ trợ cái tuần khá là tốt đây đó là vùng 49.5 đến vùng 50 trong tuần vừa qua thì nó tích lũy khá là tốt tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 50.5 theo tích lũy thành công mục tiêu chúng ta sẽ công lên cái vùng cản cái thuật 53 uh, tiếp ở đây đó dự báo trong tuần chúng ta có dự báo vùng 21.5 nhưng trên thực tế thì tiếp chỉ test lại ở khoảng quanh vùng 22 đến vùng 2.2 thôi và đây là một cái điểm mà tiếp đánh vượt cản các anh chị Tức là vượt qua vùng 23 Rồi sau đó test lại vùng 23 Như vậy tuần tới ở vùng 22.7 đến khoảng quanh vùng 23 sẽ là biên Mà kỳ vọng là tiếp sẽ uh, có thể có sẽ sẽ có những cái điểm nhún về đây Và đó sẽ là vùng gọi là vùng chỉnh cung mục tiêu uh, Test tiếp đi thành công Chúng ta sẽ hướng vùng cản kỹ thuật 24.5 đến khoảng quanh vùng 25 Nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép. HPG trong tuần chúng ta dự báo ở biên 27.5 đến vùng 27.7 và tại vùng 27.5 thì cũng có vẽ một cái cây, cây nến vàng ở đây các anh chị. Đó là cây nến mà chúng ta cần phải đánh giá cái sự, sự phân tranh của thị trường tại đây. Và rất may thì uh, phiên giao dịch ngày 23 24 cổ phiếu này đã test tích lũy thành công ở biên 27.5 28 27.5 27.7. Có lực phục hồi thứ nhất kéo lên vùng 28.5 và sau khi kéo lên vượt qua vùng 28.5 thì nó quay trở lại nó test cung cây đến phục hồi của phiên ngày hôm nay khá là tích cực khi mà cổ phiếu HPG sau khi test lại vùng 28 thì có kéo nhẹ ở vùng 28.4. Như vậy tuần tới thì các anh chị có thể ke các cái tài khoản mà đang cầm chúng ta có thể ke ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.2. Dự báo nó sẽ còn quay trở về đây để test lại cung và test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là gì? ở cổ phiếu sẽ tiếp tục đảm chiều phá xu hướng và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì chúng ta hướng đến vùng 29 29.5. Khỏe hơn thì sẽ hướng đến vùng 30. Nam Kim nhìn chung thì vẫn đang ở trạng thái tích lũy thôi. Trong tuần thì chúng ta dự báo điểm 22, điểm sâu hơn ở vùng 21.5 và đã có 21.5. Nam Kim test hai lần. Có lực long, các anh chị có lực long. À tuy nhiên lực long nó chưa có quá khỏe nên là tuần tới khả năng ở quanh vùng 21.5 21.7 đến vùng 22. Đây vẫn là vùng mà các anh chị có thể nhặt, à, mục tiêu có thể nhặt nhẹ nhẹ ở đây được và à, ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng đến à, cái cảnh thuật trước mắt ở vùng 23. Ở cổ phiếu hoa sen vùng 19 19.3 tiếp tục tích lũy đây các anh chị, tuần phiên ngày 19, phiên ngày 23 và hiện tại thì phiên ngày 26 có những điểm ở quanh vùng 19.3. À, dự báo tuần tới với với khả năng như này thì <laughs> nó vẫn sẽ À, vẫn sẽ có ở quanh vùng 19 đến vùng 19.3 thôi Và test tư lý thành công vùng này thì Chúng ta sẽ mục tiêu ở vùng 20.5 ở <laughs> à, VGS vùng 23 năm Vùng 24 test đi thành công Có nhịp long thứ nhất Và hiện tại thì à, nó đã trả à, Sau cái nhịp long thứ nhất thì nó đã trả long Và ở đây thì chúng ta có vùng 24.5 Quanh vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 à, Đây sẽ là vùng à, test công chỉ cô mục tiêu và sau đó thì chúng ta sẽ hướng target kỹ thuật của nó lên vùng 27, khoảng vùng 27.5. Ở cổ phiếu TLH trong tuần đã có điểm test 6.8. Long, sau đó đang quay xuống hướng test lại như vậy, tuần tới 6.8, 6.9 đến vùng 7 test đi thành công và cản ngắn hạn vẫn là vùng 7.5 và khi bứt được cái vùng 7.5 rồi thì có thể là cổ phiếu sẽ hướng lên cái target kỹ thuật tiếp theo ở quanh vùng 8. Ở nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì trong tuần này phiên kết tuần thì nhóm ngành đầu tư công cũng đang có những cái tín hiệu khá là khởi sắc khi mà lực cầu tiếp tục gia tăng ở phần gần cuối phiên. Cổ phiếu KSB như chúng ta đã có phân tích định hướng vùng 20 sẽ là vùng mà uh, cổ phiếu này cần phải cái sự phân tranh ở đây và cần phải xét cung cầu ở đây. Thì trong tuần là 22 23 ở phiên giao dịch ngày 23 thì như vậy là có điểm uh, sâu thủng vùng 20 Tuy nhiên liền sau đó thì phiên giao dịch ngày 24 Thì nó đã trám, kịp thời trám lại Các anh chị tức là cây đến xác nhận Nó không bị mất vùng 20 Có lực kéo thứ nhất Xích uh, xoát chạm vùng 22 Và hiện tại thì vùng 20.7 đến khoảng vùng 21.1 Sẽ là biên mà <laughs> dự báo cổ phiếu, phiếu có thể uh, Quay trở về đây uh, một lần nữa test công trình này Mục tiêu ở trong ngắn hạn Thì KSB sẽ hướng về khoảng quanh vùng 23 Cổ phiếu PLC vùng 27 và trong tuần vừa qua thì như vậy là PLC đã test thành công vùng 27 đấy các anh chị một cây nến vàng để hùng uh, để hiểu cái cách là gì tức là cổ phiếu nó sẽ test ở vùng này đó và chúng ta phải quan sát xem test thành công hay là thất bại thì ví dụ đây này các anh chị này đấy các cái điểm test lại nhé nó test trên vùng 27 và sau đó nó có cây nến xác nhận nó ngồi lại trên vùng 27 cộng thì như vậy là tạm xem là thành công và nhịp này thì đấy nó kéo lên vùng suy soát vùng 29 này và nó tích lũy như vậy tuần tới ở vùng 276 đến vùng 28 đây sẽ là vùng tích lũy mục tiêu và tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu ngắn hạn của PLC sẽ hướng về vùng cản 30 VCG có một lực long ATC khá là tốt thì ở trong tuần chúng ta thấy rằng là dự báo về 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 dự báo thì chúng ta có dự báo ở vùng 20.5 đúng không ạ nhưng mà trên thực tế thì nó test ở vùng 20.7 đến vùng 21 thôi có lực long thứ nhất và lực trả gáp thứ hai như vậy và cây nến giờ kết thúc phiên thì nó kéo khá là mạnh tuần tới uh, có trả gáp thì nó sẽ trả lại khoảng quanh vùng 21.8 và các anh chị lưu ý vùng 21.2, 21.5 vẫn là biên hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp mà uh, chúng ta cân thì chúng ta đạt một ít ở vùng 21.8 và sau đó thì hạ xuống dần ở vùng 21.5. SCN trong tuần phục hồi khá là tích cực và tích cực nhất ở trong các mã ngành cổ phiếu đầu tư công đó ở vùng 13, 13.3. Trên thực tế thì chúng ta dự báo là gì? nếu như trong trường hợp mà thủng vùng 13 thì nó sẽ hướng đến vùng 12 12.5 nó sẽ có những cây nến SL sâu ở vùng này nhưng trên thực tế là biên 13 13.3 chính là biên mút nến mà cổ phiếu tạo được ở trong phiên giao dịch ngày 19 thì đã test tích lũy thành công ở cái điểm kết phiên ngày 23 mà mở phiên ngày 24 bốn phiên ngày hôm nay FCN suýt sát trần anh chị có thời điểm là trần hình như ấy có thời điểm là suýt trần kéo vượt là vùng 14.5 như vậy với lực FOMO thì có thể sẽ cổ phiếu này sẽ kéo vượt vùng 15 và sau đó nó sẽ có những điểm test lại vùng 14.5 14.7 các đi thành công chúng ta sẽ hướng lên vùng cả kỹ thuật 15.5 à, xa hơn sẽ là vùng 16 à, cổ phiếu LCG thì nhìn chung vẫn đang nằm ở trong một cái biên tích lũy thôi à, biên 11.3 11.5 tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở vùng này à, test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy nhịp tới có thể hướng về uh, à, các cái cản mục tiêu ở khoảng quanh vùng 12.5, 12.7 và vùng 13. Cổ phiếu HHV cả tuần tích lũy ở vùng 12.4, 12.6 và dự báo đây là cái điểm tích lũy khá là tốt. Thì đối với HHV thông thường ấy, nó chỉ tích lũy và sau những nhịp tích lũy đó thì nó chỉ cần kéo khoảng 1-2 phiên thôi và nó kéo khá là sốc, những cây đến giờ nó kéo khá sốc. với cách vận hành của nhóm ngành đầu tư công trong tuần tới khả năng chúng ta kỳ vọng HV sẽ kéo lên tích cực ở khoảng quanh vùng 13.5 đến khoảng quanh vùng 14. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì trong một cái nhịp hồi thì thông thường là thằng bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán sẽ là hai nhóm ngành mà nó sẽ kéo nhanh nhất, nó sẽ kéo đầu tiên. Và trong thời gian vừa qua thì nhóm ngành bất động sản dân cư cũng đã có một nhịp chỉnh cung tương đối rát và Hiện tại thì nó cũng đã về các cái vùng hỗ trợ, uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là hấp dẫn các anh chị, tương đối là hấp dẫn. Cổ <laughs> phiếu sell, ở đây chúng ta có sự báo ở cái vùng 17, 17.4, 17.5 và trong tuần thì có một điểm test kỹ thuật ở vùng 17.3. À, trước khi mà nó phục hồi đi lên nó kéo lên vùng 19 và tại vùng 19 thì nó lại đang có một cái nhịp gì nó đang có một nhịp test lại quanh vùng 18 này như vậy tuần tới khả năng ở khoảng quanh vùng 7.5 17.7 17.8 a à 18 17 5 17 17.5 17.7 17.7 à 18 sẽ có những cái điểm test đi như vậy mục tiêu ngắn hạn thì xe sẽ hướng về vùng cả kỹ thuật 19 xa hơn nữa là vùng 20 HdG cũng bắt đầu hình thành những cái điểm gọi là điểm kích đáy. Đấy ví dụ đáy thứ nhất ở đây, điểm đáy thứ hai nó xây được ở trong tuần vừa qua ở khoảng ở điểm này khoảng quanh vùng 25.7 và hiện tại đến cái đáy thứ ba nó đang xây ở đây là khoảng vùng 26.2, 26.5 như vậy tuần tới thì chúng ta có thể dự báo là gì? Ở cổ phiếu HdG sẽ test tiếp thành công vùng này. Mục tiêu ở trong ngắn hạn thì có thể hướng về vùng cả kỹ thuật 28 đến khoảng vùng 28.5. HDC phiên giao dịch ngày hôm nay thực hiện quyền chia cho nên là một số các cái uh, cả cả cái giá của 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 của, tuần trước ấy, thì bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại theo giá sau chia. Thì ở đây này, uh, chúng ta có một cái điểm phiên giao dịch mút nến của ngày 19 khá là tích cực ở vùng 27.5, có nhịp kéo long thứ nhất đã chạm vùng 29.5 và sau đó thì nó tiếp tục xây ở vùng 28 28.4 với đà hiện tại lấp gáp như vậy tuần tới vùng chỉnh cung mục tiêu vùng 28 28 24 test tích lũy thành công thì mục tiêu trong ngắn hạn cổ phiếu này sẽ hướng đến khoảng vùng 30 đến khoảng quanh vùng 30.5. Nam Long tích cực khi mà các cái đáy nó bắt đầu được đẩy lên và trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự kiến là những cái điểm test cung có thể test về vùng 35 nhưng trên thực tế là nó test mút nến của phiên giao dịch ngày 19 thôi ở quanh vùng 36. Ừ, đã có nhịp hồi long thứ nhất, suýt sát sạm vùng cản kỹ thuật hoặc là vùng 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 cản mục tiêu ở vùng 39 và hiện tại thì Nam Long đang có hai phiên ừ, test tích lũy vùng 377.4. Đây là vùng uh, test cung tích lũy mục tiêu. Dự kiến thì Nam Long sẽ test cung thành công ở vùng này. À, ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng cản 40 của Nam Long. KDH ở trong tuần vừa qua cũng rất tích cực, tăng tốt, lực cầu ổn định và đã có một cái sự phục hồi uh, từ vùng đáy. <laughs> đây chúng ta có vùng chỉnh cục mục tiêu thứ nhất là 32.5 và vùng chỉnh sâu hơn sẽ là vùng 32 và 31 nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ có điểm test kỹ thuật rất đẹp ở đây vùng 31, 32.5 hoàn thành được cái target mục tiêu 1 ở vùng 34.5 và <laughs> tại đây thì như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là gì nó cũng đã có những cái điểm nó cũng có những cái điểm test công nghệ thuật lại đây khá là đẹp dự kiến thì chúng ta đây chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ có những cái điểm tuần tới với cái cái góc độ tích cực như thế này thì nó sẽ kéo vượt vùng 35.5 và điểm xa hơn thì có thể nó kéo lên vùng 36 35 5 và sau đó thì nó sẽ bắt đầu có một nhịp chỉnh cung các anh chị hạn chế đua Đạt Phương đang có những cái nhịp tích lũy khá là ok sau một nhịp mà Đạt Phương nó cũng chỉnh khá là rát các anh chị và nhưng đã có phân tích ở đây này, điểm mà nó phải test lại đó là vùng 43. Trong tuần vừa qua thì nó có những điểm mà nhún sâu hơn so với điểm kỹ thuật ở vùng 43. Đó và tuần tới thì sẽ ở khoảng vùng 41.5 đến vùng 42.5 sẽ là biên uh, biên hỗ trợ kỹ thuật và trong ngắn hạn tuần tới thì khả năng sẽ có ở khoảng quanh vùng 42 42.5. Ở vùng này thì anh chị em của chúng ta có thể canh chúng ta nhặt dần và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì đạt phương sẽ hướng về Ta uh, target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 46 giờ nay họp đại hội cổ đông nhỉ nhưng mà cũng không tích cực cho lắm trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích cái điểm 27 và vùng chỉnh cũng mục tiêu đâu đó ở khoảng quanh vùng 26 26.26.5 nhưng trên thực tế thì suy soát có vùng 26.5 thôi ở cây nến giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 23 và sau đó thì nó có sự phục hồi đi lên ở tín hiệu kết tuần thì nó lại không được Happy cho lắm nên là tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở quanh vùng 27.5 cũng có thể nó sẽ bị nhúi nhúi một phát nữa xuống khoảng quanh vùng 27 đó test tỷ lệ thành công ở trong nhịp này thì như vậy ta các kỹ thuật ngắn hạn trước mắt DG sẽ hướng lại vùng cả kỹ thuật 30 đất xanh anh thìn cũng chưa có nhiều đột biến đi ngang ở vùng 16 16.2 tuần tới khả năng vẫn đi ngang ở vùng này test tỷ lệ thành công ở vùng đó thì bật long hoặc điểm sâu hơn thì có thể test lại mút nến ở vùng 16.5 Kỹ thuật ngắn hạn thì có thể hướng vùng 18 Novaland thì cũng chưa có nhiều đột biến à, đấy Tuần vừa qua thì nó test vùng 14, 14.5 Bắt đầu xoay lên được cái điểm cao cao hơn ở đây một tí ở Vùng 14.9, vùng 15.2 tuần tới thì khả năng ở quanh vùng 15 đến vùng 15.2 tiếp tục test tích lũy à, Ngắn hạn thì hướng cản 16 <laughs> Khi nào nó bứt được cản 16 thì khi đó mình sẽ phân tích tiếp Cổ phiếu PDR sự chỉnh vùng 126 vùng 2 là 25. Suy soát có vùng 25 nhưng về cơ bản là bám biên 26. Chưa có động lực, tuần tới thì khả năng vẫn có những điểm test lại quanh vùng 26. Test định lý thành công ở vùng này, theo các kỹ thuật hướng lên sẽ là vùng 29. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì như đã có phân tích rồi, nhóm ngành chứng khoán cũng một trong những cái trụ lực rất là quan trọng khi mà thị trường phục hồi và bằng chứng thì trong tuần vừa qua thì nhóm ngành chứng khoán cũng đã có cái sự phục hồi khá là tốt. Nhiều mã cổ phiếu đã hình thành được cái mô hình V kép, tức là test hai đáy. Đáy một là nó test ở phiên giao dịch ngày 19 và đáy hai là nó test ở phiên giao dịch ngày 23. Đó thì đó là một cái mô hình khá là quan trọng để giúp cho nhóm ngành chứng khoán có cơ hội và dự báo phục hồi. Cổ phiếu VCI trong tuần dự kiến ở vùng chỉnh cung 44.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 43 nhưng trên thực tế là nó test ở vùng 44.5 đến vùng 45 đây các anh chị ở phiên giao dịch ngày 23 nhịp long một nhịp test 2 và nhịp long 3 hiện tại thì ở đây chúng ta cũng đang có một cái điểm cân bằng ở khoảng quanh vùng 46 và 6.5 kỳ vọng test đi thành công target kỹ thuật ngắn hạn ở vùng 49.5 đến khoảng quanh vùng 50 SSI đó uh, chúng ta nói đến vùng 33 nó cần phải kiểm định ở vùng 33 trên thực tế ở đây các anh chị cắt tăng luôn ở vùng 34 và nó test tích lũy khá là thành công, kéo lên vùng 36 hiện tại ở đây vùng 347 35 tuần tới 347 35 sẽ là biên tích lũy, kỳ vọng tích lũy thành công, mục tiêu trong ngắn hạn thì nó sẽ hướng lại, nó sẽ hướng lại vùng 36 điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 36.5. Cổ phiếu HCM kiểm định lại vùng 24.5 và HCM cũng đã có một cập tăng ngay từ đầu phiên giao dịch ngày thứ hai. Và nó xây được cái biên hỗ trợ 25.3, à, 25, 25.5 Sau đó thì nó tiếp tục test một cái điểm mút nến ở phiên giao dịch của ngày 23 Ở vùng 25.7 Trước khi mà có phục hồi khá là tốt, nói chung là HCM nó tuần đi khá là tốt Và biên 26 năm 26.8 đó là biên Hùng đã có thêm cái sự phân tích trên nhóm Zalo Dự kiến tuần tới thì đây sẽ là biên tích lũy chỉnh cung thành công thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 28 đến khoảng vùng 28.2 của HCM VND ở phiên giao dịch ngày thứ hai khá là tích cực khi mà cổ phiếu này có một cái gáp tăng luôn sau đó thì nó xây ở biên 19 39.5 khá là đẹp bật lên đến vùng 21 và hiện tại thì đang có nhịp test cung như vậy tuần tới ở vùng 20.2 20.4 dự báo sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật test thành công ở trong nhịp này mục tiêu sẽ tiếp tục hướng đến vùng cả kỹ thuật 22 <laughs> FTS ở đây đó nó, nó thử tải thành công ở vùng 50 kéo lo 1 test nhịp 2 kéo long uh, 2 và tiếp tục test tích lũy ở vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 tuần tới ở đây sẽ là đi biên hội đại thuật ta tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu thì nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 58 điểm khỏe hơn sẽ là vùng 60 <laughs> VX Ừ, trong tuần thì nó cũng đã thử tải thành công ở vùng 16 Hình thành một cái biên tích lũy ở đây đó là vùng 16.7 đến khoảng quanh vùng 17 Khả năng tuần tới thì nó vẫn sẽ có những cái điểm test quanh vùng 16.7 Còn điểm sâu hơn thì có thể là gì? Nó sẽ quay lại mút nến này này Mút nến này là khoảng quanh vùng 16.4 Mút nến này là khoảng quanh vùng 16.4 Test tích lũy thành công thì nhịp này sẽ hướng đến vùng 7.5 đến khoảng quanh vùng 7 6 SHS ở trong tuần thì nó cũng thử tải thành công ở vùng 17, cây nến này là cây nến đều của chị này. Nôm na là sau đó nó có một điểm test 17.5. Kéo lên vùng si soát 19 và tiếp tục có điểm test thứ hai tuần tới sẽ ở khoảng vùng 18 18.3 test thành thành công. Mục tiêu ở trong nhịp này thì có thể hướng vượt cản 19.5 đến hướng đến khoảng vùng 20. AGR uh, trong tuần thử tả thành công ở vùng 18 nhịp lo 1 và nó test 2 ở vùng 7.8 đến vùng 18 uh, kết phiên tuần thì nó ở vùng 18 uh, trong quá trình xây thì như vậy AGR có thể nó sẽ dập dìu thêm ở một hai cây một vài cây nến giờ ở khoảng quanh 17.88 mục tiêu ngắn hạn ở vùng 19.5 và AGR thì nó chỉ kéo một hai cây đến giờ thôi là gần như là nó đã kéo dựng đứng rồi con này thường hay là thế Ở BDS ở trong tuần như vậy là nó test cũng khá là thành công à, chúng ta dự báo là nó chỉnh về vùng 7.5 nhưng trên thực tế là không chỉnh và nó chỉ đi ở biên 18.2 18.4 tuần tới thì vẫn như vậy thôi khả năng 18.2 18.4 test đi thành công đó à, khỏe khỏe thì chúng ta ngắm đến vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 ORS nhịp long một thì uh, xuyên soát chạm được vùng 15 sau đó trả cung và nó test tích lũy như vậy tuần tới vùng 14 14 14.2 14.4 hỗ trợ kỹ thuật test thành công ở vùng này chúng ta sẽ hướng đến lại vùng cảnh thuật 15.5 đến khoảng vùng 15.8 uh, cổ phiếu MBS trong tuần test khá là khỏe uh, dự kiến quay về vùng 25 nhưng trên thực tế không quay về vùng 25 mà nó chỉ quay về vùng 26 sau đó nó cũng kéo bật lên được suy soát ở vùng 28 và quay trở lại test cung tuần tới vùng 26.8 đến vùng 26.5. Test TV thành công ở vùng này thì dự kiến bứt vùng cản 28 xa hơn sẽ hướng đến vùng uh, ta cái kỹ thuật ở quanh vùng 29 đến khoảng vùng 29.5. Con MBS thì nó cũng kéo một hai cây nến giờ thôi các anh chị nó kéo khá là rát đấy. CTS khá là đẹp trong tuần thì nó có một cái điểm test ở vùng 3.5 vùng 34 và nó không test sâu hơn, nó không test sâu hơn các anh chị. Uh, không test sâu hơn về đến vùng 33 phục hồi và sau đó thì nó đang xây ở biên 35 35.4 như vậy tuần tới ở đây ờ, sẽ là biên thu gom mục tiêu chỉnh cung mục tiêu thì nó sẽ trở thành biên thu gom mục tiêu test đi thành công ngắn hạn đến vùng 37 và sau khi bứt được vùng 37 rồi thì như vậy có thể chúng ta sẽ tiếp tục ngắm đến vùng 39 đến khoảng vùng 40 đấy là một cả cái thuật ngắn hạn của cổ phiếu CTS và đặc tính của CTS cũng như vậy nó chỉ kéo khoảng tầm 1 2 cây đến giờ thôi là như vậy thì chúng ta cũng có đủ cái target Ok về sơ bộ uh về các nhóm ngành dùng là view như vậy các anh chị để các anh chị nắm được uh, các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật cũng như điểm kháng cự của uh, cổ phiếu còn uh, về xu hướng của thị trường ở trong cái thời gian sắp tới thì nó sẽ là như thế nào thì uh, mời các anh chị chúng ta sẽ quay trở lại về uh, chúng sẽ bật chặt kỹ thuật tuần và chúng ta sẽ ngắm lại uh, đây các anh chị chúng ta sẽ ngắm lại đây <laughs> Các anh chị này, ví dụ như là chúng ta sẽ ngắm lại ở cái này để chúng ta nói lại cái câu chuyện về nhắc lại một tí nữa về câu chuyện sóng tăng. À, câu chuyện sóng tăng của chỉ số vn ở từ tháng 4 của năm 2020 đến tháng 4 của năm 2022, tức là 2 năm tăng uptrend. Thì trong cái quá trình uptrend đó, các anh chị chú ý là chúng ta có bốn cái nhịp chỉnh. À ba cái nhịp chỉnh các anh chị, trước khi mà có một cái nhịp phân phối cuối cùng và basic thì cũng đã phân tích cho các anh chị rồi nhịp thứ nhất là âm 125 điểm nhịp thứ hai là âm 202 điểm và nhịp thứ ba là âm 196 điểm và thông thường thông thường thì chúng ta thấy rằng là uh, thị trường chúng ta sẽ cần 3 tuần 3 tuần chỉnh cung và tuần thứ tư sẽ là tuần phục hồi thì ở đây các anh chị cũng có thể là một tuần hai tuần ba tuần đấy các anh chị và đến tuần thứ tư thì bắt đầu nó có tuần phục hồi còn đương nhiên nhịp này thì nó hơi lai rai uh, nhiều tuần nhưng mà ít nhất là có 3 tuần đúng không ạ rồi thì uh, chúng ta quay ngược lại uh, về uh, các cái điểm của năm 2023. Thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì thị trường của chúng ta cũng đang có một cái uptrend. Và chân sóng nó hình thành được đâu đó khoảng tháng 11. Đúng không ạ? Tháng 11 của năm uh, tháng 11 của năm 2022. Uh, bắt đầu nó hình thành và nếu chúng ta tính tọa độ thì có thể là thị trường của chúng ta cũng sẽ có hai năm uptrend tức là tháng 11 của năm 2022 chúng ta cho cho là đầu năm 23 đi như vậy thì thị trường của chúng ta sẽ đi up trend hết năm 23 sau đó thì nó sẽ đi up trend hết năm 24 và đâu đó ở vào khoảng đầu năm 25 thì sập và minh chứng cho cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là cái chân sóng thứ nhất nó xác lập ở vùng 7 873 chấm 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 78 điểm ở đây và cái chân sóng thứ hai nó xác lập ở vùng 1020 và cái basic mà nó chỉnh ở trong cái nhịp 15 tháng 9 đó các anh chị Cũng âm 194 điểm Tức là nó cũng sấp xỉ với âm 196 điểm của phiên giao dịch ngày 9 tháng 7 của năm 2021 Các anh chị Và trong một cái quá trình uptrend như vậy á Thì các cái basic nó chỉnh sẽ nằm vào khoảng Khoảng các anh chị nhé 195 đến khoảng 205 điểm Đấy các anh chị lưu ý nhé 105 đến 200 điểm Cái này rất quan trọng và sau khi mà nó tạo cái chân sóng ở đây Đó là tháng 11 của năm 2023 Hàng Tháng 11 của 2023 Thì như vậy là gì? À, chỉ số VN Index chúng ta cũng đã có một cái lực tăng cực kỳ tốt Và tiệm cận lên đến vùng 1.300 điểm Vậy thì ở trong thời điểm hiện tại Đúng không anh ý? Đấy <laughs> Chúng ta đã có Nếu như chúng ta xem xét gọi là gì? À, một tuần hai tuần ba tuần thì cũng ta cũng có thể là nếu như chúng ta tính là ba tuần á, kể từ cái thời điểm mà chỉ số vn index chúng ta á, đạt đỉnh ở quanh vùng một hai điểm thì bây giờ chúng ta có ba tuần điều chỉnh rồi và tuần này tuần vừa kết thúc xong đây là chúng ta xuất hiện được một cây nến tuần phục hồi và nó phục hồi được à, cũng một phần ba thân nến giảm trước đó anh chị à, nếu tính như này là cũng cũng 1 phần 3 đúng không ạ rồi ok như vậy thì ở đây là chúng ta đang đi vào một cái sóng hồi B các anh chị một cái sóng hồi B và quan điểm của cá nhân Hùng Lê thì như vậy là gì sóng hồi B này chỉ số VN index chúng ta sẽ đi lên được khoảng quanh vùng trước mắt là tuần tới sẽ là vùng 1220 vượt 1220 thì sẽ có vùng 1235 đến vùng 1240 và sóng hồi B sau khi sóng hồi B kết thúc thì nó phải đi về sóng chỉnh C và sóng chỉnh C mới là sóng rũ mạnh nhất để gì? Rũ bỏ hết tất cả nhà đầu tư đeo bám. Và sóng chỉnh C sẽ là sóng chỉnh mạnh. Các anh chị, sóng chỉnh mạnh. Đủ target ở khoảng quanh vùng âm khoảng 195 đến vùng 200 điểm. À, 205 điểm. Thì các anh chị nhìn này. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp cho các anh chị một cái thân nến ở đây. Gọi là nến bao trùm nến thì ở đây là một uh, đây là một cái cây nến vẽ bằng màu xanh để các anh chị nắm được đây là một cây nến chỉnh của chỉ số vn index đúng không anh chị nhưng mà ở cây nến này thì vn index của chúng ta chỉnh trong 4 tuần chỉnh trong 4 tuần và sau 4 tuần chỉnh đó thì các anh chị để ý đây có một cây nến xanh đây các anh chị và cây nến xanh này thì nó cũng lấp được khoảng 1 phần ba cái thân nến chỉnh mạnh trước đó và các anh chị copy cái thân nến này vào đây anh chị đó thì à nó cũng à có 3 tuần chỉnh thôi nhưng mà <laughs> cái basic thứ nhất đây là một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần đây bốn tuần thì nó đạt được cái basic là về khoảng quanh nghìn mốt thì cũng copy cái nến này đưa lên đây thì chúng ta thấy rằng là trong cái nhịp vừa qua ấy, đó mặc dù là cũng suýt soát được các anh chị đây và nó cũng xuất hiện một cây nến xanh nến tuần xanh đây cũng có một cây nến tuần xanh và sau đó thì nó có hai tuần rũ các anh chị hai tuần rũ rất sát ván luôn để nó hình thành được cái điểm hỗ trợ hội tụ điểm hỗ trợ cái tuần trung hạn và tiếp theo đó thì nó có ba tuần các anh chị ba tuần các anh chị đó và như vậy là nếu chúng ta lại tiếp tục copy à chúng ta tiếp tục vẽ một cái hình nến ở đây sau cái điểm hồi đó và nó nó nó, nó hội tụ được cái điểm ở đây thì cũng sẽ vẽ một cái cây nến màu tím nha màu màu đi màu này đi cho nó dễ nhìn đó rồi thì nó đó, từ cái basic hồi này và nó tiếp tục nó đạp tiếp một nhịp rất sâu thì chúng ta thử à chúng ta thử áng áng cái điểm ở đây đó, áng áng cái điểm ở đây thì như vậy là gì nó đây các anh chị đấy và tọa độ hồi tọa độ hồi các anh chị đây đó tọa độ hồi lên đây và nó phải có một cây nến C đây các anh chị cái nến C này mới cây nến gọi rũ sạch luôn và sau cái nến rũ sạch đó thì đương nhiên rồi quan điểm cá nhân của ông Lê là khi mà chỉ số VN chúng ta tích lũy thành công ở quanh vùng 1090 đến vùng 100 thì target của cái sóng cái đích sóng đến ít nhất là sẽ ở khoảng quanh vùng 1390 còn mắc lên thì không biết được tùy tình hình chúng ta phân tích và và nói như vậy để chúng ta hiểu được cái 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 gì, cái, cái 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 những cái mà những cái tình huống trước mắt có thể diễn ra, có thể xảy ra. Và khi đó thì chúng ta cần phải làm gì? Khi đó thì chúng ta cần phải hành động như thế nào? Đặc biệt là khi sóng hồi B đạt mắt Các anh chị lưu ý nhá, đặc biệt là khi sóng hồi B đạt mắt Tất cả những tài khoản full margin thì các anh chị lưu ý cho Hùng Lê nhá, chúng ta phải ra nhanh, ra vội các tài khoản full cổ phiếu các mã cổ phiếu có lãi các anh chị có thể chốt bớt đi. Và chúng ta chờ đợi đến điểm này. Đây sẽ là điểm mua hàng gọi là full mặt zin, đây sẽ là điểm mà chúng ta có bao nhiêu cái tài nguyên có bao nhiêu sức lực chúng ta bung hết ở đây. Để chúng ta chờ đợi một cái con sóng tăng ở trước đó về khoảng quanh vùng 390 đến vùng 1400 điểm. Thì đó là một vài ở những cái góc nhìn những cái chia sẻ trong tương lai. Và như cũng có phân tích, có chia sẻ với anh chị rồi. À, tất cả mọi thứ nó chỉ mang yếu tố tương đối và bản thân hùng lê cũng như vậy không có gì là tuyệt đối cả nên nên thứ nhất là đừng có nhìn mấy cái bánh vẽ ở những cái room zalo nha đừng có nhìn mấy cái bánh vẽ ở room zalo các anh chị nhìn những cái bánh vẽ đó là các anh chị có chết thôi các anh chị không sống được đâu điểm thứ nhất điểm thứ hai là các anh chị chúng ta bớt bớt tranh luận về mặt quan điểm đi và như ông có nói, chúng ta âm thầm lặng lẽ tích lũy kinh nghiệm, à, tích lũy kiến thức, rồi chúng ta rèn luyện và cái khó nhất đó là các anh chị vượt qua được chính bản thân của chúng ta để chúng ta đi lên và chúng ta thành công. Cái đấy mới là cái khó. Chứ còn với những cái nhà đầu tư suốt ngày đổi lỗi cho người A, người B, người C rồi suốt ngày đi soi mói người này, người kia, người kia rồi suốt ngày là 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 bản thân là thôi không không nhắc ở đây nhưng mà vào trong một số các room là nó rất là 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 tiêu cực đó thì chúng ta sẽ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đào thải thôi đó và một cái câu chuyện chia sẻ rất hay rất rất là chân thành là bản thân là thời điểm năm 2010 các anh chị khi đó thì ông Lê không có một kiến thức không có một cái gì cả và <laughs> hồi đó thì ông chơi chơi với uh, khoảng tầm 7-8 anh em đánh chứng khoán và thời điểm đó thì họ rất là giàu và họ họ có rất nhiều những cái nền tảng kiến thức về kinh nghiệm. Tuy nhiên là từ một con số 0 thì đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê lại biến thành được con số 1, rồi con số 2. Tuy nhiên là một số những anh chị em mà chơi chơi thân cùng cá nhân Hùng Lê từ từ thời đấy thì bây giờ giã từ sự nghiệp chứng khoán hết rồi. Và họ không không tồn tại, họ không sinh tồn được. Đó, vậy thì cái câu chuyện ở đây là gì mà ngẫm lại uh, trong cái quá trình mà uh, tham gia trên thị trường chứng khoán đó, thì cái điểm quan trọng nhất đấy là vượt qua chính mình và để vượt qua được chính mình thì mình cần phải có những cái phương pháp học tập phải có những cái tư duy và đặc biệt là phải ham học hỏi đó trên thị trường chứng khoán thì khó thì nó cũng khó dễ thì nó cũng dễ nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là chúng ta ham học hỏi và chúng ta nên có một cái sổ tay và một cái bút đấy là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng hùng luôn nhấn mạnh đối với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đặc biệt là các cái tài khoản trong tim của cá nhân hùng lê sổ tay và bút để làm gì để chúng ta ghi chép và cái quá trình mà chúng ta ghi chép chúng ta ghi này là chúng ta ghi ở tay, xong mồm chúng ta lẩm bẩm chúng ta đọc và xong đó cái đầu óc của chúng ta chúng ta suy ngẫm thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Còn nếu các anh chị lướt 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 á lướt trên Zalo chỉ cần tay lướt 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 là bao nhiêu những cái gì của ngày hôm nay sẽ trả hết. Nhưng khi các anh chị ghi chép lại á và các anh chị dùng một cái sổ tay thì À, nó sẽ có rất nhiều những cái kiến thức nó sẽ đọc lại ở trong cái đầu của chúng ta và và các anh chị có thể chiêm nghiệm lại trong cái quá trình ở trong hiện tại và tương lai đó <laughs> và đó là một cái cách mà theo quan điểm của hùng là một cái cách học rất là hay và các anh chị nên cố gắng ok bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây à, trước mặt chúng ta sẽ có năm cái ngày nghỉ lễ và à, hùng lên xin được à, gửi lời cảm ơn đến anh chị em cộng nhiều đầu tư luôn luôn à, ủng hộ cá nhân Hùng Lê. Trên mọi chặng đường chúc các anh chị em nhà đầu tư chúng ta có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại thị trường ở phiên giao dịch ngày 2 và ngày 3 tháng 5 của năm 2024. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.